Bạch Thế Tôn, nói thật tướng đó tức là phi tướng ấy, thế nên Như Lai nói gọi là thật tướng. Như Lai nói cho mấy ngài nói, cái thật tướng mà con nói đó là phi tướng. Phi tướng cho nên Như Lai nói nó là thật tướng. Bạch Thế Tôn, ngày nay con được nghe kinh điển như thế, tin hiểu thọ trì không đủ là khó. Con hiểu rồi, thọ trì không khó gì. Nhưng mà nếu đời sau, đương lai, đời sau, sau đó khoảng 500 năm, lúc đó có một chúng sanh được nghe cái kinh này, tin hiểu thọ trì, người ấy tức là đệ nhất ít có. Vì cái sao? Người này không có tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Thọ trì là thọ trì như vậy đó. Quý vị nhớ nghe, chứ đừng nói thọ trì cứ đem lôi bốn câu là đọc hoài, đi đứng thì đọc hoài đó, tôi thọ trì. Mà ai động tới thì giận, động tới thì buồn. Thọ trì chưa? Nghĩa là thọ trì là người đó được bậc nhất. Nhưng mà người đó làm sao? Vì người này không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Không có những tướng đó mới gọi là thọ trì. Vì cớ sao? Tướng ngã tức là phi tướng, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả tức là phi tướng. Đó. Nghĩa là người đó không có thấy tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Là vì sao họ không thấy? Vì họ biết đó là không có thiệt. Tướng ngã không thiệt, tướng nhân không thiệt, tướng chúng sanh, tướng thọ giả đều không thiệt. Đó. Như vậy đó mới gọi là trì kinh Kim Cang. Vì cớ sao? Vì lìa tất cả tướng, tất cả các tướng tức gọi là chư Phật. Đó. Như vậy là Phật tức là giác ngộ. Giác ngộ là không mắc kẹt trong các tướng chấp cho là thiệt. Còn một tướng nào thấy là thiệt thì chưa phải giác ngộ hoàn toàn. Như vậy thì ở đây tất cả chúng ta có người nào không có quyền giác ngộ không? Có không? Ai cũng có quyền giác ngộ hết. Bởi vì mình thấy tướng không thiệt, ngã nhân chúng sanh thọ giả không thiệt, mình thấy không thiệt đó, tất cả tướng không thiệt đó là gọi là chư Phật. Thì như vậy là giác ngộ. Giác ngộ là không thấy một tướng thật. Mà không thấy một tướng thật tức là thấy đến cái chỗ chân lý, chỗ chân thật. Mà đó thì gọi là giác ngộ đầy đủ. Giác ngộ đầy đủ đó thì gọi là Phật. Thì như vậy có ai không có quyền giác ngộ không? Có không? Hả? Ai cũng đủ thẩm quyền giác ngộ. Đủ thẩm quyền mà không chịu giác ngộ thì xin Phật cho con giác ngộ được không? Mà cái chuyện này làm quý vị nghĩ khó hay là dễ? Bây giờ thấy mình không thiệt, chịu khó cứ nhớ, nhớ thầm là mình không thiệt. Ở việc đó có khó lắm không? Có bằng gánh hai ba đôi nước lựa không? Chuyện hết sức là dễ, nhẹ sò mà. Biết là thắng này không thiệt, rất là nhẹ. Nhẹ mà không chịu làm. Đi kiếm cái khó khăn lăn đá đồ để làm những cái nặng nề để gọi là công quả. Phải không? Còn cái thật này á, chỉ cần biết thắng này không thiệt, cười với nó thôi. À, đi chơi thấy thắng này không thiệt, ta không có thiệt, nói chuyện cười chơi hết sức là giản đơn, hết sức là nhẹ nhàng, không tốn một chút mồ hôi. Phải không? Vậy mà không biết tại sao không chịu làm, mà chịu làm với cái thiệt nặng. Phải không? Nghe nói à, phân cục đá này tới đằng kia đó có phước lắm à, cái thì súng lại khiêng cho có phước. Phước đâu không thấy,
Mà bây giờ mình thấy cái chuyện đó dám làm, còn cái chuyện hết sức là dễ, giản đơn vô cùng, thấy thân là giả, mình biết rõ ràng. Ngày hôm qua người bạn mình đứng nói chuyện chơi là cái bị cơn nhồi máu cái tim ngã ra chết. Thì đương nói chuyện chơi lúc đó nó họ thiệt hay giả. Mình nói chuyện, họ nói chuyện, hai bên thiệt hết. Bây giờ họ tắt thở cái lúc đó nói thấy họ giả họ thiệt. Thì nhân gián họ giả rồi. Như vậy thì cái giả nó là một cái cụ thể. Từ thủy chí chung đều là giả. Bởi vậy mình nhìn lại, truy nguyên ra ông bà cố tổ của mình đó, đi từ trên dưới tìm không còn một người, gần nhất là cha mẹ, rồi cũng kẻ còn người mất, rồi anh em cô bác kẻ còn người mất trước mắt mình, mà ai mất thì nói người đó thiệt được không? Thì đều là một giải không thiệt, thì mình đương có đây là thiệt được sao? Quý vị nghĩ kỹ thưa coi, tất cả tổ tiên mà từ trước bây giờ đều không thiệt, cha mẹ mình cũng không thiệt luôn, mình thiệt được không? Vậy mà cứ nói mình thiệt, nó vô lý làm sao? Có một chặng nhỏ xíu mấy chục năm đó mà cứ cho mình thiệt. Như vậy gọi là gì? Si mê ngu muội đó, phải không? Cái si mê ngu muội nó đầy giấy. Vì vậy cho nên chúng ta phải thấy rõ không thiệt là không thiệt. Rồi thấy nơi mình không thiệt thì thấy người cũng không thiệt. Mà in người không thiệt thì chúng sanh cũng không thiệt, mạng sống cũng không thiệt, một chùm không thiệt hết. Thấy đúng như vậy đó Phật rồi. Phật dễ quá chừng. Chết chi mà nói mình phải lội qua cái biển Thái Bình Dương á thì mới thành Phật. Thì nghĩ lội không nổi, cuộc đời mình làm được. Còn cái chuyện này làm quá dễ. Chỉ có một cái nhìn đúng như thật rồi thì giác ngộ, giác ngộ thành Phật. Như vậy thì quý vị chịu không? Chịu làm Phật hay chịu làm chúng sanh? Cái chuyện hết sức là dễ. Nên cái câu kết thúc quá là mạnh. Ly nhất thiết tướng, tức danh chư Phật. Chư Phật chứ không phải nhất Phật nha. Ai mà ly tất cả tướng đó đều là Phật hết đó. Phải không? Chứ không phải riêng một người. Đó là cái lẽ thật mà Phật ở đây chỉ, cũng như Ngài Tu Bồ Đề thấy được đem ra trình bày. Thôi còn phần kia thì tới mai tiếp. Rồi nghe đừng nghỉ. Cái gì chắp tay. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn môn vô thể nguyện học Phật đạo vô thượng, thể nguyện thành.
Phật dạy muôn đời con khát khao. Lòng nguyện không hề âu lo, nụ cười